Xin chào các bạn đã quay trở lại với Sun Sale và đánh giá. Như vậy là tròn gần 3 tháng mình trải nghiệm Redmi K70 rồi. Và đây là video mình đánh giá chi tiết sản phẩm này. Vào với nhau. Xét về mức giá hiện tại Redmi K70 Pro mình đang bán, nó rơi vào khoảng đâu đó là hơn 9 triệu. Và câu hỏi là hơn 9 triệu cho Redmi K70 nó có cao hay là không? Với mình nha, thực sự là mức giá hiện tại là cũng khá là cao. Nếu bạn nào thực sự là chưa cần một sản phẩm mua luôn ấy thì có thể đợi tầm khoảng vài tháng nữa, biết đâu Redmi K70 giá nó rẻ hơn. Nhưng khoan, bạn nào đang có nhu cầu tìm hiểu và mua Redmi K70 thì nhớ xem hết video này nha. Điểm đầu tiên rất nhiều bạn phân vân đó là về mặt trải nghiệm gaming. Thời điểm đầu mình có test với Redmi K70 khi mà mới nhận máy thì thực ra tuy game thực sự chưa ngon, nhưng sau khoảng đâu đấy nhá, là tầm khoảng từ 2 đến 3 bản cập nhật, Redmi K70 nó đã ngon hơn rất là nhiều rồi. Nhưng xét về cái mặt tối ưu thì rõ ràng cái sản phẩm chạy có chip Snapdragon 2 mà tối ưu ngon nhất ấy phải kể đến là IQ Neo 9. Tuy nhiên rất tiếc, hàng hiện tại thì không có nhiều đâu, mà chỉ có Redmi K70 thôi. Hiện tại với sản phẩm này thì các bạn vẫn có thể cân ôn game nha, kể cả Genshin Impact Max Setting. Tuy nhiên vẫn phải lắp thêm sò vào để làm sao khi mà các bạn chơi Genshin Max Setting ấy, nó được mượt mà và được ổn định hơn. Cái mặt nhiệt độ ở trên sản phẩm này thì mình thấy là nó không quá nóng, quanh quẩn nếu mà chơi tầm khoảng 20 phút Genshin ấy, nó chỉ là khoảng 41 đến 42 độ C thôi. Và đây là cái mức nhiệt độ mình thấy là chấp nhận được nha. Còn tựa game kiểu là PUBG này, COD này, Liên Quân này hay là tốc chế chẳng hạn, chắc chắn Redmi K70 nó có thể cân tốt từ 4 đến 5 năm nữa. Khá là tiếc bởi vì với dòng Redmi K70 series nó có thể unlock được rồi. Tuy nhiên về cái mức giá unlock khá là cao các bạn ạ. Nó sẽ dao động trong tầm khoảng từ 800 đến 1 triệu rưỡi, thậm chí là hơn. Nó còn tùy thuộc vào cái ngày giá unlock nó sẽ như thế nào các bạn ạ. Và cái điều thứ hai đó là về GPS. Mình có test thử thì với Redmi K70 series GPS cũng khá là chuẩn rồi. Về phần thông báo ấy thì có cái phần đó là Zalo. Zalo với hệ điều hành HyperOS mình thấy là nó cũng chưa được nhạy cho lắm. Thì bạn nào có biết cách để làm sao fix cái thông báo ở trên Zalo được ngon lành hơn thì có thể comment bên dưới nhá. Còn lại một vài cái mạng xã hội cơ bản các bạn bật full quyền lên thì thông báo cũng khá ok rồi. Chúng ta đến với yếu tố tiếp theo đó là về thiết kế. Hiện tại với dòng Redmi K series thì Redmi K70 và Redmi K70 Pro trang bị khung là khung kim loại rồi. Còn những sản phẩm Redmi K trước đấy đó chỉ là khung nhựa thôi. Nếu xét về cái mặt trải nghiệm cầm nắm ở trên IQ Neo 9 và Redmi K70 thì mình thấy là với con K70 này cầm nó sẽ thích hơn. Mặt lưng trên Redmi K70 là mặt lưng kính. Và xét về màn hình ở trên sản phẩm này, đây, anh em nhìn đi, ok không? Màn hình trên Redmi K70 nếu mà xét về cái khung viền này và về cái độ mỏng nhá, nó rất là đẹp rồi, nó mỏng đều. Và rõ ràng với một sản phẩm nó có độ phân giải là quad HD+, tấm nền là OLED, hỗ trợ tần số quét là 120Hz. Và đặc biệt cái độ sáng tối đa theo như hãng quảng cáo ấy có thể lên đến 4000 nit. Thực ra với cá nhân mình nhá, 4000 nit này nó sẽ không có phát huy tác dụng quá nhiều, nó chỉ ở một số trường hợp nhất định thôi. Còn về cơ bản với cái độ sáng tầm khoảng 1000 rồi đến 1200 nit cơ bản nhá là anh em có thể sử dụng vô tư rồi. Kích thước màn hình 6.67 inch cơ bản của một sản phẩm Xiaomi thì các bạn có thể sử dụng để xem YouTube này, xem TikTok này, lướt Facebook, mạng xã hội các thứ vô tư nha. Và đây, trải nghiệm với một sản phẩm chạy hệ điều hành HyperOS, thực sự với các bạn nó quá mượt, nó quá mượt luôn. Nên là từ MIUI này lên HyperOS em sẽ cảm giác một sự khác biệt, đó là sự mượt mà các animation vuốt chạm rất là sướng. Và rất may mắn với dòng Redmi K70 series đều hỗ trợ chuẩn L1 các bạn ạ. Các bạn có xem Netflix với độ phân giải 4K vô tư. Tiếp theo về camera trên Redmi K70, thực sự với các bạn nếu xét về camera dòng Redmi K series nói chung ấy thì mình đánh giá không phải là quá cao. Bởi vì xét cùng tầm tiền đi, chúng ta có sản phẩm của IQ, chúng ta có sản phẩm của Realme chẳng hạn, thì về chất ảnh, cái màu sắc hiển thị ấy, thì K70 nó sẽ không ngon bằng, như là các bạn lưu ý nhé. Nhưng tiệu chung lại, để các bạn trèo trẻ trong điều kiện môi trường cơ bản này đủ sáng thì ok, Redmi K70 làm cũng khá tốt. Tuy nhiên chụp ảnh trong điều kiện môi trường nó thiếu sáng thì đôi khi nha, nếu mà các bạn chụp thực sự thiếu sáng quá ấy, thì cái ảnh nó sẽ hơi bị bệt. Và mình có lời khen cho Redmi K70 đó là chụp ảnh selfie thực sự nha, anh em có bật beauty lên nhìn da rẻ rất là hồng hào và môi của mình nha nhìn cũng đỏ, cho nên là các bạn có thể chụp và up lên mạng xã hội luôn, không cần thông qua chỉnh sửa đâu. Redmi K70 có thể quay video với độ phân giải tối đa là 8K và 24fps. Và khả năng quay video này, khả năng chống rung ấy thì mình thấy là nó ở mức gọi là trung bình khá. Thực sự trung bình khá nha. Về khoản âm thanh ở trên Redmi K70, em thấy sao? Vẫn là một sản phẩm mà âm lượng khá là to, khá là to nha. Âm bass thì cũng ổn rồi, nhưng mà nếu gọi là để chắc ngon ấy thì Redmi K70 nó sẽ không phải là một sản phẩm nó cho chất lượng âm thanh nó gọi là tốt nhất đâu các bạn.
không phải tốt nhất nhỉ. Dung lượng pin trên Redmi K70 là 5000 và công suất sạc đi kèm là 120W. Dung lượng này thì nó giống hệt như là Redmi K70 Pro thôi. Và đây, vừa up thông báo là up lên cái phiên bản Hyper 1.0.14 này. Mình sẽ up thử và trải nghiệm xem như nào nha. Với cái phiên bản cập nhật như thế này, nó chỉ thông báo là gỡ lỗi một vài cái bảo mật hệ thống thôi, chứ chưa có nói đến cái phần gọi là giúp ổn định hệ thống hay như nào đấy. Thì mình sẽ có phản hồi cho các bạn sau ha. Ngoài cái đó ra, Redmi K70 cũng sẽ có cảm biến vân tay bên trong màn hình các bạn ha. Đấy, effect mở này, thằng em nó cài đẹp phết đúng không? Thì các bạn cảm thấy như thế nào về Redmi K70, một sản phẩm hiện tại với mức giá tầm khoảng hơn 9 triệu? Thì với cá nhân mình nha, thực ra nó vẫn hơi cao. Nó vẫn hơi cao, nhưng mà đấy các bạn xem đi, với cái nhu cầu như thế này, chơi game thì mình nghĩ là sau thời gian sắp tới thôi thì cái việc ổn định game nó sẽ tốt hơn này. Có một sản phẩm có màn đẹp, có pin khá là trâu, có sạc nhanh, có cam tạm đủ dùng nha các bạn. Thì các bạn có sẵn sàng bỏ 9.200.000 và sắp tới có thể là thấp hơn hoặc là cao hơn để mua Redmi K70 hay là không? Đừng quên để lại comment bên dưới và tham khảo mức giá Redmi K70. Nó sẽ cập nhật giá từng giai đoạn nhé. Mình sẽ để đường link ở dưới Shopee là Sun Sale và đường giá Store. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace.